Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vì sao Iran chưa động binh với Israel sau cảnh báo trả thù? Iran được cho là đang trong quá trình chuẩn bị trước khi tung đòn đáp trả Israel sau động thái căng thẳng gần đây. Trong nhiều ngày qua, Trung Đông đã nín thở chờ xem Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này sẽ trả đũa như thế nào sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hamas, Hezbollah ở Tehran, Iran và Beirut, Liban. Cuộc tấn công ở Tehran mà Iran đổ lỗi cho Israel khiến cho nhà lãnh đạo chính trị của Hamas không qua khỏi, trong khi cuộc tấn công ở Beirut mà Israel đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã đoạt mạng một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4 tháng 8 được cho là đã cảnh báo các nhà ngoại giao G7 rằng một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah vào Israel có thể sắp xảy ra. Hôm 5 tháng 8, Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào miền Bắc Israel khiến hai binh sĩ Israel bị thương. Nhưng đây là một phần của cuộc trả đũa thông thường giữa nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn và nhà nước Do Thái kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Về phần mình, Iran vẫn chưa có dấu hiệu động binh với Israel. Vào sáng mùng 5 tháng 8, Iran đã đưa ra cảnh báo cho các hãng hàng không rằng có thể xảy ra tình trạng gián đoạn GPS, nhưng không rõ liệu điều này có liên quan đến bất kỳ kế hoạch tấn công nào hay không. Trong khi đó, ông Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Nga, đã có mặt tại Tehran hôm 5 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi Moscow kêu gọi tất cả các bên tránh những hành động có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn theo Gregory Beer, một nhà phân tích cấp cao và chuyên gia về Iran tại tổ chức Eraser Group, Iran cảm thấy buộc phải trả đũa Israel, nhưng cũng muốn đáp trả theo cách không gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Chuyên gia Beer cho rằng Iran cần thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà chắc chắn sẽ phức tạp. Có khả năng sẽ có những cuộc tranh luận diễn ra trong nội bộ Tehran về cách chính xác để đáp trả hành động khiêu khích của Israel, ông Beer nói thêm chuyên gia tiếp tục nhận định học thuyết kiên nhẫn với chiến lược cũng có khả năng phát huy tác dụng trong trường hợp này, với việc các nhà lãnh đạo Iran dành thời gian để đưa ra phản ứng, khiến cho các nước trong khu vực hồi hộp và thúc đẩy chiến tranh tâm lý trước cuộc tấn công. Người phát ngôn bộ ngoại giao Iran Nasser Kanani nói rằng hành động trả thù của Iran là không thể tránh khỏi, nhưng Tehran không muốn leo thang căng thẳng khu vực. Iran muốn thiết lập ổn định khu vực, nhưng mục tiêu này chỉ có thể đạt được bằng cách trừng phạt kẻ gây hấn và tạo ra sự gian đe chống lại chủ nghĩa phiêu lưu của Israel. Người phát ngôn nhấn mạnh. Tướng Hossein Salami, Tư lệnh vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, cảnh báo Israel sẽ phải nhận sự trừng phạt vào thời điểm thích hợp. well Trujilloner ngày 5 tháng 8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Iran đang trong quá trình chuẩn bị trước khi tung đòn tấn công Israel. Theo đó, Iran đang cơ động các bệ phóng tên lửa và đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự kể từ cuối tuần trước. Điều này có thể chỉ ra rằng Tehran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong những ngày tới. Về phía Mỹ, mặc dù triển khai hiện diện quân sự trong khu vực, song Washington vẫn muốn hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Mỹ vẫn tập trung cao độ vào việc giảm căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh truyền thông israel đưa tin quan chức các nước trong liên quân do mỹ dẫn đầu đã cảnh báo israel không phản ứng thái quá nếu bị iran tấn công trả đũa hãy suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi tấn công trả đũa mục tiêu cuối cùng là không để nổ ra chiến tranh toàn diện một quan chức tuyên bố cuộc xung đột ở Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas ở thủ đô Tehran của Iran ngày 31 tháng 7. Chưa đầy 12 giờ sau khi tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên thệ nhậm chức, một vụ nổ đã xảy ra làm dung chuyển khu phức hợp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở trung tâm thủ đô Tehran Mục tiêu là ông Ismail Haniye, thủ lĩnh chính trị của Hamas, vị khách danh dự tại lễ nhậm chức và là một trong những người bị truy nã gặt gào nhất khu vực Trung Đông. Vụ nổ đã khiến cho ông Haniye thiệt mạng ngay tức khắc. Hamas và Iran đều có buộc phía Israel thực hiện vụ ám sát này. Israel cho đến nay không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công. Trong khi đó, tân Tổng thống Iran đã bị đưa vào tâm trấn của cơn bão quốc tế mà các nhà phân tích cảnh báo có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện và nhấn chìm Trung Đông. Vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas ở Tehran đã khiến cho Iran phẫn nộ, làm dập tắt hy vọng về lệnh ngừng bắn và đưa các quốc gia trang bị vũ khí hạng nặng ở Trung Đông tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện mà tất cả các bên đều tuyên bố không muốn bước vào. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để đáp trả. Ông Khamenei nhấn mạnh trả thù cho cái chết của ông Haniyeh là nhiệm vụ của Iran phát biểu với báo chí, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani ngày 5 tháng 8 tuyên bố, Iran không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực nhưng cần phải trừng phạt Israel để ngăn chặn tình trạng bất ổn hơn nữa sau vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Haniyeh của Hamas tại thủ đô Tehran vào tuần trước. Thật không may, trong 10 tháng qua, chính phủ Mỹ đã làm hết sức mình để giúp Israel phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng đối với người dân Palestine bị áp bức. Chính phủ Mỹ có trách nhiệm gây áp lực mạnh mẽ lên Israel để chấm dứt xung đột và chấm dứt vụ thảm sát người dân Palestine. Hơn nữa, Mỹ không nên cung cấp cho Israel vũ khí hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chúng tôi tin rằng nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro như vậy. Mặc dù không muốn xảy ra leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng Iran chắc chắn sẽ trừng phạt Israel sau vụ sát hại ông Ihaniye, bất chấp những nỗ lực hòa giải. Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 6 tháng 8 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Iran đã ban hành điện văn thông báo hàng không khẩn cấp, cảnh báo máy bay về những nguy hiểm trong không phận ở khu vực miền Trung, phía Tây và Tây Bắc của quốc gia này. Iran khuyến cáo các hãng hàng không không nên thay đổi lộ trình. Cảnh báo của Tehran được đưa ra lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 8 theo giờ Trung Âu, thường được các cơ quan hàng không sử dụng để cung cấp thông tin thời gian thực cần thiết cho các phi công. Theo tờ Wall Street Journal, về cơ bản, đây là thông báo để các hãng hàng không thương mại và dân dụng tránh xa không phận Iran mà không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều gì đó có thể xảy ra sau đó. Ngoại trưởng của Israel, ông Kass, ngày 5 tháng 8 cho biết Iran đã quyết định tấn công Israel trong bối cảnh có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm tránh mọi hành động quân sự có thể gây ra một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Tehran và Tel Aviv. Ngoại trưởng của Hungary Peter Szijjarto đã chuyển thông điệp của Iran tới Israel, người đã gọi điện cho Ngoại trưởng Kass để nói rằng ông đã nhận được thông tin này từ quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Iran là Ali Bakheri. Ông Kass dẫn lời ông Szijjarto cho biết, Iran đã thông báo với Hungary rằng họ có ý định tấn công Israel. Thế giới nên yêu cầu Iran phải trả giá cho bất cứ hành động gây hấn nào mà nước này thực hiện. Trong cuộc thảo luận giữa ông Bakheri và người đồng cấp Bahrain là Abdul Latif bin Rashid al zayani quyền bộ trưởng ngoại giao của Iran cũng đã nói về quyết tâm của Tehran trong việc đáp trả vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas là Ismail Haniyeh vào tuần trước. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nhiều người cho rằng chính nước này đã thực hiện vụ tấn công đó. Ngoại trưởng Bakheri viết trên mạng xã hội X cho rằng, sự im lặng trước những hành động ngày càng leo thang của Israel sẽ gây bất lợi cho sự ổn định của khu vực và sự thờ ơ trước những động thái gần đây của phía Tel Aviv cũng giống như đang tạo cho họ một động lực. Giới tình báo phương Tây dự đoán, Iran sẽ động binh vào tuần này và không loại trừ khả năng phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang khác ở Syria cũng như Iraq. Nếu Hezbollah, đồng minh thân cận nhất của Iran trong khu vực, Quyết định tham gia và đón đáp trả cùng Tehran và tấn công vào miền Bắc Israel, xung đột có thể lan rộng sang Liban. Trong trường hợp Houthi, lực lượng ở Yemen được Iran hậu thuẫn mở rộng quy mô tấn công tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với Israel trên biển đỏ. Mỹ sẽ phải triển khai hải quân để giữ tuyến đường biển này qua đây thông suốt. Tổng thống Peseskian, người có quan điểm hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với phương Tây, có thể sẽ cân nhắc phản ứng phù hợp để không đẩy Iran vào một cuộc chiến tàn khốc tuy nhiên người nắm quyền quyết định cuối cùng về cách trả đũa lại là lãnh tụ Khamenei và ông được cho là đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel. Các nhà quan sát ở Washington của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình Trung Đông, đặc biệt là khả năng Iran có thể tấn công trả đũa Israel. Chuẩn đô đốc Mark Montgomery, là cựu giám đốc chính sách của Ủy ban Quân vụ Thương viện Mỹ cho rằng Iran khó lặp lại cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4 khi 300 tên lửa và máy bay không người lái UAV được Iran báo trước giúp Israel thiết lập phòng thủ hiệu quả. Trong tuần tới, Iran có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu của Israel từ lãnh thổ Iran. Một kịch bản khác là tấn công tên lửa từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Liban, Syria và Iraq. Ông Jonathan Ru từ Viện Do Thái ở Mỹ cho biết, Iran có thể thiết kế cuộc tấn công để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel và giảm thời gian phản ứng của quân đội Israel. Iran không công khai mục tiêu cụ thể nhưng có thể nhằm khiến Israel phải trả giá để buộc phía Tel Aviv dừng các cuộc tấn công vào Hezbollah hoặc các hoạt động như vụ ám sát ông Haniyeh. Tehran có thể tránh mắc sai lầm như tháng 4 bằng cách không thông báo trước cho Israel, tăng nguy cơ cho hệ thống phòng thủ của nước này. Mỹ tin rằng Israel có thể đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào từ Iran. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Finner khẳng định, Mỹ đã cùng các đồng minh hỗ trợ Israel đối phó với mối đe dọa trước đó và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, sự hỗ trợ có thể không công khai như trước do khu vực có sự thất vọng với Israel liên quan đến vụ ám sát ông Haniye. Nghị sĩ Adam Smith từ Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ nhấn mạnh rằng mong muốn thúc đẩy hòa bình và sự bình tĩnh, đồng thời đảm bảo có đủ sự hiện diện quân sự để hỗ trợ Israel và bảo vệ binh sĩ của Mỹ. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ tính toán sai lầm trong tình huống căng thẳng hiện tại. Lực lượng an ninh Israel đang chuẩn bị cho một số kịch bản cực đoan hơn như các cuộc tấn công vào căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở quy mô chưa từng có bằng thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa và các cuộc tấn công bằng rocket vào các mục tiêu từ cơ sở hạ tầng quốc gia đến biên giới phía Bắc tới Haifa và thậm chí là cả Tel Aviv. Tờ Jerusalem Post lưu ý, đối với mỗi tình huống thì IDF đều có biện pháp phòng thủ và tấn công. IDF có các hệ thống phòng thủ chủ động nằm trong số những hệ thống tốt nhất thế giới như là vòm sắt, Magic Wand và hệ thống arrow 2 cũng như là hệ thống arrow 3. Hầu hết các công dân của nước này đều có không gian được bảo vệ khỏi tên lửa và rocket. Trong một cuộc tấn công, IDF có khả năng áp đảo về hỏa lực, độ chính xác và phạm vi rộng. Không quân Israel được huấn luyện và luôn trong tình trạng báo động cao kết hợp với những lực lượng đáng gờm của hải quân. Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom, tướng Michael Curilla cũng đến Israel ngày 5 tháng 8 để tiến hành công tác phối hợp cuối cùng và xem xét các phương án ứng phó với một cuộc tấn công vào bên trong Israel, tương tự như cuộc tấn công của Iran vào tháng 4 vừa qua. Trong đó, lực lượng liên quân do Mỹ và IDF dẫn đầu đã hợp tác để đẩy lùi cuộc tấn công ngay cả trước khi tên lửa và UAV xâm nhập vào không phận của Israel. Việc liên quân do Mỹ dẫn đầu bổ sung vào mặt trận Israel sẽ tăng thêm một lực lượng phòng thủ rất đáng kể. Mỹ cũng có thể nhanh chóng bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Sau những lời cảnh báo của Iran và Hezbollah về việc đáp trả vụ ám sát chỉ huy Hezbollah Fuashak ở Beirut của Liban và thủ lĩnh chính trị Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran tại Iran, chính quyền Mỹ đã quyết định tăng đáng kể lực lượng của mình trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai thêm tàu sân bay, tàu chiến và các tài sản quân sự khác. Người phát ngôn của chính quyền Mỹ cũng lưu ý rằng mục đích của việc triển khai lực lượng là răn đe Iran và bảo vệ Israel, tương tự như các hành động được thực hiện vào đêm trước cuộc tấn công của Tehran vào ngày 13 tháng 4. Phía Washington nhấn mạnh họ không tìm cách leo thang căng thẳng và vẫn giữ nguyên lập trường của mình, cho rằng chỉ có một thỏa thuận thả con tin mới có thể khởi đầu cho một quá trình xuống thang căng thẳng. Việc tăng cường lực lượng đáng kể của Mỹ thực sự được coi là nhằm mục đích ngăn chặn và bảo vệ Israel, chủ yếu khỏi một cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, điều này lại xuất phát từ mối lo ngại rằng nếu không có sự bảo vệ của Mỹ, Israel sẽ phải chịu một đòn tấn công nghiêm trọng, buộc nước này phải đáp trả cho một kỳ bản như vậy, khả năng Mỹ sẽ phải gia tăng sự can dự của mình đáng kể, có thể đến mức phản ứng trực tiếp chống lại Iran. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho biết, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành cấp Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 7 tháng 8 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út để thảo luận về các hành động quân sự của Israel đối với người Palestine ở Gaza, cũng như đề cập đến vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran. Theo tổ chức hợp tác hồi giáo, cho đến nay, các hành động quân sự của Israel tại Gaza đã khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 91.000 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Gần 2 triệu người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 430.000 ngôi nhà. Hàng loạt cơ sở hạ tầng, cơ sở y tế và giáo dục, nơi thờ cúng và các di tích lịch sử khác cũng bị tàn phá. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU cũng bày tỏ quan ngại về việc cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại Gaza tiếp tục bị phá hủy, trong đó có cả nhà máy xử lý nước tại thành phố Rafah. Trong một tuyên bố, đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng trở nên trầm trọng, đe dọa cuộc sống của người dân này đây. EU lên án việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Ông Borrell cũng nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở cho người Palestine theo quy mô cần thiết bên cạnh đó ông borrell tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ và thực hiện các lệnh của tòa án công lý quốc tế vì các lệnh này có giá trị pháp lý bắt buộc những hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế cần phải được điều tra một cách kỹ lưỡng và độc lập đồng thời phải đảm bảo trách nhiệm rõ ràng ngoài ra ông borrell nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là rất cần thiết cho các bên trong bối cảnh xung đột leo thang căng thẳng hiện nay tại Gaza. Ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Ai Cập bà Abdel Atta đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo đó, Ai Cập đã kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến sách leo thang căng thẳng, tham gia nghiêm túc và có ý chí chính trị thực sự trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Atta đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về các cuộc trao đổi của ông với ngoại trưởng một số nước trong khu vực, bao gồm Iran và Liban, cũng như các ngoại trưởng một số nước châu Âu, với mục đích ngăn chặn sự leo thang đang diễn ra trong khu vực. Hai ngoại trưởng cũng đề cập đến tình hình của các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza và những nỗ lực chung của Ai Cập, Qatar và Mỹ về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả các bên trong việc kiềm chế, tránh một cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông. Ngày 4 tháng 8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập trong việc tiếp nhận và chuyển giao viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Ông nhấn mạnh rằng cả Ankara và Cairo đều có chung quan điểm về việc chấm dứt xung đột ở giải Gaza và đạt được hòa bình trong khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước. Phát biểu của ông Fidan được đưa ra trong cuộc họp báo tại cửa khẩu biên giới Rafah trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp Thống đốc tỉnh Bắc Sinai và thị sắc công tác tiếp nhận và chuyển giao hàng cứu trợ tại cảng En Arish và cửa khẩu Rafah cùng với các quan chức Ai Cập. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Gaza. Tuy nhiên, ông khẳng định mục tiêu chính của chuyến thăm không chỉ là thảo luận về viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ mà để thu hút sự chú ý toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế không được im lặng và cần nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo rằng viện trợ đến được Gaza mà không bị cản trở hoặc gián đoạn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng ở khu vực này. Ông Fidan cũng khẳng định rằng chính phủ, nhân dân và các tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiên định ủng hộ người Palestine và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nhân đạo của mình. Thống đốc tỉnh Bắc Sinai đã thông báo rằng chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để tiếp cận và chuyển giao viện trợ nhân đạo đến giải Gaza. Ông cho biết, tỉnh Bắc Sinai đang nhận viện trợ từ các quốc gia Ả Rập, cũng như một số quốc gia khác và các tổ chức khu vực và quốc tế. Viện trợ được vận chuyển qua ba tuyến chính, xe tải trên bộ, tàu biển qua cảng Enaris và máy bay qua sân bay quốc tế Enaris. Thống đốc tỉnh Bắc Sinai cũng cho biết rằng, hàng viện trợ hiện đang được lưu trữ trong các kho hậu cần tại Bắc Sinai, sẵn sàng để được vận chuyển đến giải Gaza. Quy trình này được phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập, các đồng minh của Palestine, và cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc. Dự kiến vào ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao, di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập tại thủ đô Cairo. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề leo thang căng thẳng trong khu vực và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước. Theo hai nguồn tin ngoại giao, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ai Cập Adel Fattah NCC tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong những trọng tâm chính của cuộc hội đàm. Lực lượng Houthi thân Iran và ủng hộ Hamas đã công bố hình ảnh cận cảnh mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà họ đã bắn hạ trên vùng trời tỉnh Sada, miền Bắc Yemen. Đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ bảy của Mỹ bị Houthi bắn rơi, nhưng là vụ tấn công đầu tiên mà lực lượng này nhận trách nhiệm kể từ khi Israel thực hiện một cuộc không kích trả đũa nhằm vào cảng Hodeida. Trước đó, những cuộc tấn công của Houthi vào UAV của Mỹ chủ yếu chưa được công nhận công khai bởi nhóm này. Sự kiện này không chỉ phản ánh sự gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn có thể làm dấy lên thêm những phản ứng quốc tế đối với tình hình ở Yemen. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, thông báo rằng lực lượng vũ trang Yemen đã sử dụng tên lửa phòng không nội địa để bắn rơi thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên không phận tỉnh Sada. Ông Sareh cho biết đây là chiếc MQ-9 thứ bảy bị tiêu diệt trong chiến dịch hỗ trợ người dân Palestine ở dài Gaza, một chiến dịch mà nhóm vũ trang Yemen đã tiến hành từ cuối năm ngoái. Theo thông tin từ hãng tin Reuters của Anh, hai nguồn thạo tin đã xác nhận rằng lực lượng Houthi đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Sada ở Yemen. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc này. MQ-9 Raper là một UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho lực lượng không quân nước này. Nó có khả năng bay ở độ cao hơn 15.000m và có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ. Theo thông tin từ cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, mỗi chiếc MQ-9 Raper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Lực lượng Houthi đã bắt đầu tấn công các tàu hàng đi qua biển đỏ từ tháng 11 năm 2023 tuyên bố rằng đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại giải Gaza trong bối cảnh Israel triển khai chiến dịch tấn công chống lại Hamas. Giới chức Mỹ cho biết, Houthi đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thuyền trên biển đỏ, bắt giữ một tàu hàng và đánh chìm một phương tiện. Để đáp trả, Liên quân Mỹ và Anh đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen trong năm nay nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích vào tuyến hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay chưa đạt được kết quả như mong đợi, khi các đòn tấn công của lực lượng Houthi vẫn tiếp tục diễn ra. Thưa quý vị, căng thẳng tại khu vực Trung Đông dường như đang ngày càng gia tăng sau khi thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ ám sát tại Tehran, Iran hồi tuần trước mới đây phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp australia penny wong ở washington ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết nước này đang nỗ lực ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang ở trung đông đồng thời hối thúc israel và hamas phá vỡ vòng luận quẩn bạo lực thông qua lệnh ngừng bắn nhấn mạnh Trung Đông đang ở thời khắc quan trọng do lo ngại Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào Israel. Ngoại trưởng Blinken nêu rõ, Washington đang tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao với thông điệp kêu gọi tất cả các bên phải kiềm chế và thực hiện các biện pháp để xoa dịu căng thẳng. Chúng tôi đang tham gia vào các hoạt động ngoại giao gần như bất kể ngày đêm, với một thông điệp rất đơn giản. Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang, tất cả các bên phải thực hiện các bước giảm căng thẳng. Leo thang chẳng mang lợi cho bất kỳ ai. Nó chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn, nhiều bạo lực hơn, nhiều bất ổn hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải phá vỡ vòng luận quần bạo lực bằng cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Điều đó sẽ mở ra sự bình yên lâu dài không chỉ ở Gaza, mà còn ở các khu vực khác, nơi xung đột có thể lan rộng. vì vậy đối với mỹ và nhiều quốc gia khác đây là công việc trọng tâm điều quan trọng là các bên phải tìm cách để đi tới một thỏa thuận không được tìm lý do trì hoãn hay nói không vào thời điểm này điều cấp bách hiện nay là tất cả các bên phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn vào những ngày tới cũng trong ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Blinken cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Bader Abdelati về tìm kiếm cách thức giảm căng thẳng ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm, ông Abdelati đã tóm tắt cho người đồng cấp Blinken về cuộc tiếp xúc mà ông đã thực hiện với các bộ trưởng ngoại giao của một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Iran và Liban, cũng như một số nước châu Âu nhằm giảm leo thang căng thẳng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần kiềm chế và tránh đẩy khu vực rơi vào nguy cơ bất ổn, đe dọa đến lợi ích của người dân. Hai ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục các nỗ lực và tăng cường phối hợp để hối thúc các bên sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine ngày 6 tháng 8, phòng không Ukraine bị mắc lửa ngoạn mục gần đây đã có một vài diễn biến mới liên quan đến không phận Ukraine rất đáng lưu tâm. Trong khi đó khủng hoảng chính trị ở châu Âu vẫn chưa thể kết thúc. Khi mà phe hiếu chiến thì thiếu người lãnh đạo, còn phe chủ hòa thì vẫn còn quá yếu ớt. Phòng không Ukraine bị mắc lừa ngoạn mục. Bộ quốc phòng Ukraine cho biết họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng, bao gồm có làng Vesly và Timofiyevka. Họ cũng chỉ còn cách đường cao tốc Kostyantynovka-Pokrov khoảng 5,5 km đồng thời có thêm nhiều tiến triển dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Jalin. Theo hướng New York, Nga đã tiến sâu hơn vào trung tâm của thị trấn này và cắt đứt được tuyến đường tiếp tế quan trọng từ phía Tây. Phóng viên quân sự Julian Spoksker cho biết, sau 3 tháng rưỡi giao tranh ác liệt thì quân đội Nga đã chiếm được tất cả các khu vực liên quan của thành phố Krasnohorivska, trước đây có dân số 16.000 người. Cuộc tấn công đã bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 với sự xuất hiện của xe tăng rùa, vốn bị nhiều người chế nhạo. Còn theo bản đồ của kênh Deep State, thì một phần phía bắc của Krasnohorivska vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, nhưng toàn bộ nội đô của thành phố thì đã bị chiếm. Bình luận về những tiến bộ này của người Nga, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine là tướng Sisky đã nói rằng, ở một số nơi, đối phương đã đạt được thành công nhỏ, nhưng lại trả giá bằng tổn thất nặng nề. Đồng thời, ông này cũng xác nhận là người Nga đang tiến vào Torres trong khi đó, bà Maria Bezuleya, là phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine đã nói rằng tình hình binh sĩ ở Torres là rất nguy kịch. Bà nói như sau, tôi đã trực tiếp đến thăm Torres, thành phố chưa sẵn sàng phòng thủ. Bên trong nội thành không có công sự riêng biệt, không có hệ thống bảo vệ nào xung quanh, người dân thì vẫn chưa được sơ tán hết, có khoảng 3.000 cư dân vẫn đang còn ở lại Torres. Bản thân thành phố đã bị bom FAB phá hủy, các máy bay không người lái FPV của kẻ thù đang săn lùng và các đơn vị của chúng tôi gặp phải vấn đề với tác chiến điện tử. Ngày hôm qua, Ukraine đã công bố một bức ảnh chụp mảnh vỡ của chiếc UAV giá rẻ có tên là Gerbera của Nga. Loại UAV mới này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Kiev đêm 31 tháng 7. Đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong năm nay nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận về phía Ukraine, họ thường xuyên công bố rằng đã bắn hạ tất cả các UAV của Nga. Tuy nhiên, các quan chức đã cố tình im lặng về những tổn thất lớn của họ, trong đó có tổn thất tại sân bay Borispin. Đồng thời, các chuyên gia quân sự Ukraine còn cho biết người Nga đã sử dụng một chiến thuật mới tấn công phân tán phi tập trung nhằm vào các mục tiêu nằm giải rác trên khắp Ukraine. Có một điều đáng chú ý đó là sự xuất hiện của loại máy bay không người lái mới có tên là Gerbera hay còn gọi là Hoa Đồng Tiền. Đây là loại UAV có giá thành thấp hơn đáng kể so với UAV Geranium hay còn được gọi là hoa phong lữ. Điều thú vị đó là UAV Gerbera không chứa chất nổ. Theo nhận định của truyền thông Ukraine, thì mục tiêu của Nga khi phóng loại vũ khí này là nhằm buộc lực lượng phòng không Ukraine phải lãng phí đạn dược để bắn hạ chúng trước khi họ tung ra các loại UAV có mang theo chất nổ. Trước đó thì lực lượng không quân Ukraine đã thông báo là họ bắn hạ được tất cả 89 chiếc hết nhưng mà sau đó thì hóa ra chúng lại là Gerbera. Hơn nữa, một số máy bay không người lái như vậy đã tự rơi sau khi hết nhiên liệu. Mấy ngày qua thì truyền thông phương Tây và Ukraine cũng dâm gian về việc F-16 sẽ được chuyển giao đến Ukraine. Lô hàng đầu tiên chỉ có 6 chiếc và tiếp theo sẽ có thêm vài chiếc nữa. Như vậy thì nhìn chung, sự xuất hiện của F-16 sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến như thế nào đây? Các nhà phân tích Ukraine và phương Tây đều nhiều lần nói rằng sự xuất hiện của F-16 sẽ không thay đổi căn bản được cục diện chiến trường. Nguyên nhân chính là do số lượng của chúng quá ít ỏi so với hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, F-16 ít nhiều cũng sẽ có tác động nhất định đến tình hình quân sự. Ưu ừ điểm chính của F-16 với lực lượng hàng không mà Ukraine có trước đây đó là tầm bắn của tên lửa không mới không. Ukraine có thể được cung cấp tên lửa AIM-120 phiên bản mới, nó có thể được bắn ở cự li 160 km. Về mặt lý thuyết, sẽ có thể bắn hạ máy bay thả bom FAB từ khoảng cách 30 đến 80 km tính từ tiền tuyến. Ngoài ra, F-16 còn có thể được sử dụng để tấn công mặt đất. Tuy nhiên, khó có khả năng mà Ukraine dám sử dụng những cỗ máy này để thả bom giống như cách mà người nga đang làm, bởi vì để làm được điều này thì nó đòi hỏi Kiev phải có nhiều bom và máy bay cũng phải nhiều hơn đáng kể so với thời điểm hiện tại. thậm chí họ còn phải cần tới hàng trăm chiếc máy bay. Theo Bộ Chỉ huy Ukraine, F-16 sẽ tăng khả năng bắn hạ máy bay ném bom của nga tại tuyến. Tuy nhiên, rất có thể là người nga sẽ đáp trả bằng cách điều động máy bay chiến đấu để hộ tống máy bay ném bom của mình và từ đó săn lùng các máy bay của đối phương. Như vậy thì F-16 từ kẻ đi săn lại sẽ trở thành con mồi. Hơn nữa, Su-35 và MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa R-37 với tầm bắn lên tới 200 km, có nghĩa là họ sẽ có thể bắn hạ được F-16 trước cả khi F-16 kịp phát hiện ra máy bay Nga. Ngoài ra còn có thông tin cho biết là người Nga đã cải tiến được tầm bắn cho các tên lửa của mình. Báo Nga mới đây đã viết về việc một chiếc MiG-29 của Ukraine bị bắn hạ ở khoảng cách 213 km. Dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng truyền thông phương Tây cũng đã đề cập đến trường hợp chiếc không chiến này và nếu như đó là sự thật thì lại có thêm một rủi ro nữa cho F-16. Có một yếu tố khác cũng cần phải quan tâm, đó là Nga đã tấn công rất nhiều sân bay của Ukraine. Sân bay chính mà hiện tên lửa đạn đạo của Nga không vươn tới được là sân bay staro cho nên nhiều khả năng đây sẽ là nơi tập kết của F-16, nhưng nơi đây cách tiền tuyến gần 800 km. Như vậy sẽ cần tới rất nhiều thời gian để chúng có thể tiếp cận được mục tiêu. Về nguyên tắc, máy bay chiến đấu ở trên không càng lâu thì càng dễ bị đối phương phát hiện. Do đó, xét từ góc độ tiềm năng tấn công của Ukraine thì vài chiếc F-16 sẽ không thể thay đổi được cán cân ở mặt trận. Đối phó với Nga, châu Âu khủng hoảng chính trị, Pháp rỗng tuếch, Đức thiếu chiến lược. Khi mà nước Mỹ đang bước vào một chu kỳ hỗn loạn chính trị vì cuộc bầu cử tổng thống thì châu Âu cũng đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trong giới lãnh đạo. Cuộc bầu cử gần đây tại Nghị viện châu Âu và tại Quốc hội Pháp đã làm dung chuyển cục diện chính trị châu Âu. Dù cho phe thiên tả và trung dung của liên minh này vẫn duy trì được quyền lực, nhưng mà cơ sở quyền lực của EU đã thay đổi bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu ở Pháp và Đức, mà đây vốn là hai quốc gia thường nắm vị trí trung tâm trong việc ra mọi quyết sách của EU theo Foreign Policy gần đây đã nhận định rằng châu Âu đang phải đối mặt với một khoảng trống lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng chiến tranh và an ninh nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945 và ai sẽ đảm nhận vai trò định hình chính sách đối ngoại của châu lục này đây. Hiện tại thì đang có 3 ứng cử viên nổi trội. Thứ nhất, Pháp chỉ biết nói xuông. Dù cho vị thế của Tổng thống Macron đã suy yếu khá nhiều, nhưng mà người Pháp vẫn đang khao khát trở thành lãnh đạo châu Âu khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022. Tổng thống Macron đã có những động thái xoa dịu điện Kremlin và điều này đã đe dọa chia rẽ EU về chính sách an ninh. Nhưng từ đó cho đến nay thì ông đã thay đổi 180 độ. Giờ đây, Tổng thống Macron muốn NATO tiếp nhận Ukraine và thậm chí còn đề xuất rằng các quốc gia NATO riêng lẻ, bao gồm cả Pháp, có thể gửi quân tới Ukraine Tổng thống Macron cũng cam kết sẽ gửi một lượng máy bay chiến đấu tới Kiev. Nếu những tuyên bố này là sự thật, thì nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi rất lớn trong chính sách đối ngoại của Pháp. Vì chỉ cách đây vài năm thôi, thì Macron đã từng vạch ra tầm nhìn chiến lược. Trong đó, muốn đưa Nga vào dự án văn minh châu Âu nhằm cân bằng EU trước Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, liệu những tuyên bố cứng rắn gần đây của ông ta thực tiễn được đến đâu khi mà Pháp vừa có một chính phủ mới? Pháp vẫn có một quân đội lớn thứ hai ở châu Âu sau Ukraine với hơn 200.000 quân đang tại ngũ, nhưng cho đến nay, nước này mới chỉ triển khai 750 binh sĩ tới Romania và 350 binh sĩ tới Estonia để chi viện cho sườn phía đông của NATO. Viện trợ tài chính song phương của Pháp cho Ukraine chỉ đứng thứ 16 trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU nếu xét đến tỷ trọng GDP chưa kể đến khoản viện trợ 2,9 tỷ đô la Mỹ của nước này là kém xa so với khoản viện trợ quân sự của Đức là 11,1 tỷ đô la Mỹ và thậm chí còn xếp sau khoản đóng góp của các nền kinh tế nhỏ hơn nhiều như là Đan Mạch và Hà Lan. Do đó, giới lãnh đạo phương Tây nhìn chung đánh giá những tuyên bố chấn động của ông Macron chỉ là một chiêu trò tình thế hơn là dấu hiệu của một sự thay đổi chiến lược, và họ kết luận rằng nếu như Pháp trở thành quốc gia lãnh đạo châu Âu, thì đó sẽ là nhà lãnh đạo chỉ biết nói xuông. Đức không có chiến lược. Về phần mình, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã theo đuổi cách tiếp cận ngược lại với tổng thống Macron, tức là ông nói nhiều hơn là làm. Vào tháng 6 năm 2022, thì Berlin đã triển khai một quỹ quốc phòng ngoài ngân sách trị giá 100 tỷ euro để tăng cường năng lực quân sự của mình. Nước này cũng đã dẫn đầu EU về việc hỗ trợ tài chính tổng thể cho Ukraine, bao gồm cả cung cấp vũ khí cũng như là có kế hoạch biến Litva trở thành căn cứ thường trực của Đức với gần 5.000 binh sĩ. Ngoài ra, Đức cũng vừa công bố một thỏa thuận với Mỹ về việc bố trí tên lửa của Mỹ trên đất Đức. Đức cũng đã chi gần 26,2 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho người tị nạn Ukraine so với con số chưa đến 4,5 tỷ đô la Mỹ của Pháp. Ấy thế nhưng, lập trường chiến lược của Đức đối với Nga vẫn mang tính phòng bị nước đôi. Họ đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus vốn cần thiết cho Ukraine và trước đó đã chỉ hoãn việc cung cấp xe tăng Leopard cũng như các loại vũ khí cao cấp khác Giới lãnh đạo NATO cho rằng chiến lược này của Đức là muốn trở thành một thủ lĩnh hòa bình, nhưng nó là một điều không phù hợp với bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Do đó, nếu như Đức trở thành quốc gia lãnh đạo EU thì đó sẽ là nhà lãnh đạo không có mục tiêu, hay nói cách khác là thiếu vắng chiến lược rõ ràng. Thứ ba, Ba Lan nổi lên là một lực lượng chống Nga mạnh mẽ và xuyên suốt. Kể từ khi trở thành thủ tướng Ba Lan vào năm ngoái, ông Donald Tusk đã nói rõ về việc châu Âu cần phải áp dụng tư thế chuẩn bị cho chiến tranh để ứng phó với những nỗ lực tiếp theo của Điện Kremlin nhằm tái lập đế chế của mình. Ngoại trưởng Ba Lan Radolau Sinskowski từng cảnh báo rằng không phải chúng ta, phương Tây mới phải lo sợ một cuộc đụng độ với Putin mà ngược lại. Sinskowski cũng đã đưa ra các đề xuất mới, chẳng hạn như là thành lập quân đoàn châu Âu hoàn toàn tình nguyện với khoảng 5.000 binh sĩ, Lực lượng này sẽ được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ theo sự đồng thuận của Hội đồng châu Âu và được chỉ huy bởi người châu Âu. Quan trọng nhất, đó là lực lượng này sẽ có thể được triển khai trong các nhiệm vụ rủi ro cao, chẳng hạn như là chống lại tập đoàn Wagner của Nga ở châu Phi, cũng như là các nhiệm vụ chống khủng bố. Ba Lan cũng đang thể hiện quyết tâm bằng tiền bạc nhiều hơn nữa, nước này đã chi 4% GDP cho quốc phòng và đang mở rộng lực lượng, vốn đã đáng gờm của mình. Năm 2023, ngân sách quốc phòng của Ba Lan tăng 75% so với trước đó và là mức tăng hàng năm lớn nhất so với bất kỳ một quốc gia châu Âu nào. Ba Lan cũng có kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng trên bộ lên 300.000 binh sĩ với các đơn đặt hàng quốc phòng từ Mỹ và Hàn Quốc. Đồng thời, họ cũng mở rộng sản xuất trong nước. Theo một số ước tính vào năm 2030, thì Ba Lan dự kiến sẽ có nhiều xe tăng hơn cả Anh, Pháp, Ý và Đức cộng lại. Gần đây, Mỹ cũng đã xác nhận là Ba Lan vừa có một thương vụ lớn trị giá 2 tỷ đô la, trong đó sẽ mua các loại máy bay chiến đấu tảng hình F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abram. Nước này đã phân bổ 0,7% GDP cho Ukraine, bao gồm 3,3 tỷ đô la Mỹ, viện trợ quân sự và chi hơn 24 tỷ đô la cho khoảng 1 triệu người tị nạn có thể nói rằng Ba Lan là một tầm nhìn rõ ràng và khả thi về sự cần thiết phải ngăn chặn Nga xâm chiếm Ukraine và ngăn chặn nước này tiến hành các cuộc chiến tiếp theo. Vậy thì ai sẽ là người được các thành viên EU ủng hộ trong vai trò là nhà lãnh đạo lục địa trong tương lai? Giới lãnh đạo, theo phe hiếu chiến tại EU thì nghiêng về cách tiếp cận của Ba Lan, hơn bởi vì quốc gia này ngay từ đầu đã có chiến lược rõ ràng, trong khi cả Đức và Pháp lại gây ra sự thất vọng đáng kể trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Theo Foreign Policy, chính quyền Biden đã có thể tạo ra được sự đồng thuận và phản ứng thống nhất ở phương Tây. Nhưng ngay tại châu Âu, đặc biệt là tại Pháp và Đức, thì cuộc chiến của Nga vẫn chưa tạo ra được cảm giác cấp bách. Do đó, tờ này kết luận là nếu như không có sự lãnh đạo tích cực thì EU sẽ có nguy cơ tiếp tục trong trạng thái không có chiến lược cụ thể và các cường quốc EU nên học tập Ba Lan để tìm cách giành chiến thắng ở Ukraine. Như vậy thì có thể thấy, châu Âu đang ở một ngã rẽ quan trọng với cuộc chiến ngổn ngang tại phía Đông. Phe hiếu chiến và ôn hòa, phe nào giành được ưu thế thì phe đó sẽ quyết định hoàn toàn chính sách đối ngoại của châu Lục trong tương lai. Một quả bom được cài đặt cách đây 2 tháng đã khiến thủ lĩnh Hamas không qua khỏi. Những tình tiết mới nhất đã xuất hiện trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh khi mà ông này đang ở Tehran để tham dự lễ nhậm chức tổng thống của Iran. Những người ủng hộ Iran và Hamas đã coi nhà lãnh đạo Haniyeh về cơ bản là tương đương với một ngoại trưởng hoặc thậm chí là nguyên thủ quốc gia. Vì vậy, đôi khi thì ông Haniyeh được biết đến là đang đi công tác công khai ở những nơi như là Qatar, Iran hoặc các quốc gia vùng vịnh khác có thể nói rằng vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của ông này là một thất bại an ninh đáng xấu hổ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tờ New York Times vào hôm 1 tháng 8 đưa tin, ông Hanye đã bị ám sát bằng một thiết bị nổ được tuồn lén vào nhà khách nơi ông đang ở, rằng quả bom đó đã được cài từ cách đây 2 tháng và đáng nói là nhà khách này là một khu phức hợp lớn được điều hành và bảo vệ bởi quân đoàn vệ binh cách mạng. Nó tọa lạc trong một khu phố cao cấp ở phía bắc thủ đô Iran. Bảy viên chức Trung Đông đã cung cấp thông tin này cho New York Times, giới quan sát tin rằng trong đó có thể có một số viên chức tình báo Israel. Xét về tình tiết được hé lộ thì rõ ràng là kế hoạch ám sát khá là táo bạo và có thể tình báo Mưu sát muốn cho thế giới biết được mức độ thâm nhập đáng kinh ngạc của họ vào hệ thống an ninh tinh nhuệ nhất của Iran. Một điều mà Israel có thể tiếp cận được tòa nhà ngoại giao Iran ở khu vực cao cấp, ở phía bắc Tehran, rồi sau đó lại có thể xác định được chính xác thời gian, địa điểm, yếu nhân có mặt là điều gần như chỉ có trong phim. Vụ nổ này đã giết chết vệ sĩ của Haniyeh. Còn thủ lĩnh nhóm thanh chiến hồi giáo Palestine, Dias Nakhale, người đang ở căn phòng bên cạnh, thì may mắn thoát khỏi lễ hái tử thần. Cần phải lưu ý là thanh chiến Hồi giáo Palestine còn được coi là một nhóm cực đoan hơn cả Hamas. Theo mô tả, thì vụ nổ này đã làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ một số cửa sổ và khiến cho một phần bức tường bên ngoài của căn phòng thủ lĩnh Hamas bị sụp đổ. Tờ New York Times cũng đã đề cập đến những giả thuyết khác, chẳng hạn như là khả năng một tên lửa nhỏ đã bắn trúng vào căn phòng của Hanye. Giả thuyết này cũng trùng với tuyên bố chính thức ban đầu của tổ chức Hamas vào cuối ngày 31 tháng 7, nhưng mà cho đến hiện tại thì cả Hamas và Iran đều không có khả năng xác nhận những thông tin trên. Trong khi đó, tờ Asius qua nguồn tin Israel nói thêm rằng quả bom này là một thiết bị công nghệ cao sử dụng trí tuệ nhân tạo. Quả bom này được kích nổ từ xa bởi các điệp viên mưu sát trên đất Iran. Sau khi nhận được tin tình báo rằng ông Haniyeh có mặt trong căn phòng. Điều này cũng đặt ra một nghi vấn nghiêm trọng, đó là liệu tình báo mưu sát có thể thâm nhập vào các cấp lãnh đạo cao nhất của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hay không. Mặc dù nạn nhân của vụ ám sát này không phải là người Iran, nhưng mà chính quyền nước này chắc chắn sẽ cảm nhận cần phải có nghĩa vụ phản ứng. Bất cứ lúc nào, Tehran cũng có khả năng thực hiện một vụ tấn công nghiêm trọng hơn và khó đoán hơn hồi tháng 4. Trong khi đó, thì nhóm Hezbollah đã trả đũa chỉ vài giờ sau lễ tang của Fouad Sosker, chỉ huy hàng đầu của tổ chức. Nhóm này đã bắn hơn 60 quả tên lửa vào miền Bắc Israel. Chỉ sau đúng một ngày, vụ ám sát diễn ra. Hezbollah xác nhận về sự ra đi của ông Sosker sau khi thi thể của ông được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở khu phố phía nam thủ đô Beirut của Liban vào hôm 30 tháng 7. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Narala đã có bài phát biểu song song với tang lễ của Sosko gửi đi một thông điệp với Israel rằng Các người không biết mình đã vượt qua ranh giới đỏ nào đâu. Bài phát biểu của ông Hassan Narala mặc dù có tính nghiêm khắc nhưng vẫn cho thấy là Hezbollah muốn phát đi một tín hiệu về cuộc tấn công có giới hạn và kiềm chế, tức là họ cũng muốn tránh leo thang căng thẳng nguy hiểm với Israel sau 10 tháng xung đột tại giải Gaza. Trong khi đó thì lãnh đạo Israel đã phản ứng bằng cách cảnh báo về một cuộc chiến tranh toàn diện nếu như Iran tấn công Israel. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp cho Israel tự vệ nếu như bị Tehran tấn công. Bà Harris nhận 99% phiếu bầu từ đại biểu Đảng dân chủ, làm nên lịch sử. New York Times đưa tin bà Harris đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc đua tới Nhà Trắng vào tháng 11. Như vậy, bà đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử trong lịch sử. Bà cũng sẽ chính thức đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bà Harris, 59 tuổi, đã giành được sự ủng hộ của 99% trong số 4.567 đại biểu Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu, Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 5 tháng 8. Cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức trực tuyến trong 5 ngày, thay vì trực tiếp tại Đại hội toàn quốc dân chủ, dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 8 tại Chicago. Bà Harris, có mẹ là người nhập cư từ Ấn Độ và cha là người Jamaica, đã từng làm nên lịch sử trước đó. 4 năm trước, bà Harris là người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc phi đầu tiên trúng cử chức phó tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên người phá vỡ mọi rào cản. Năm nay, bà Harris đã trở thành ứng viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào ngày 21 tháng 7 dưới áp lực từ các bên. Trong hai tuần kể từ đó, bà đã nhanh chóng điều chỉnh lại thông điệp tranh cử, gây quỹ hàng triệu đô la Mỹ và cố gắng khai thác làn sóng ủng hộ nhiệt thành. Bà đang tìm kiếm liên danh tranh cử và dự kiến sẽ sớm công bố trong thời gian tới. Bà Harris rút gọn lựa chọn cặp đấu với ông Trump. Reuters ngày 5 tháng 8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Hai ứng viên phó tổng thống tiềm năng của bà Harris là thống đốc Pennsylvania George Shapiro và thống đốc Minnesota Tim Walz. Bà Harris dự kiến công bố lựa chọn của mình vào hôm nay mùng 6 tháng 8 trước sự kiện vận động tranh cử tại bang Philadelphia cùng ứng viên liên danh. Lựa chọn người đồng hành là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà Harris. Khi bà cần nhanh chóng tập hợp một chiến dịch để thách thức ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và người đồng hành là Thượng nghị sĩ Mỹ G. Devance. Ông Shapiro, 51 tuổi, là ngôi sao đang lên của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ cao tại Pennsylvania. Pennsylvania chiếm 19 phiếu đại cử tri và khiến đây trở thành bang chiến trường mà cả bà Harris và ông Trump phải giành chiến thắng. Với vai trò là cựu tổng trưởng lý tiểu bang, ông Shapiro sẽ góp phần làm tăng thêm ý nghĩa lịch sử của tấm vé liên danh tranh cử. Ông có cơ hội trở thành phó tổng thống do thái đầu tiên của Mỹ. Sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Shapiro dành cho Israel có thể khiến một số cử tri cấp tiến xa lánh. Mặc dù điều đó cũng thu hút những cử tri ôn hòa và làm suy yếu những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm biến cuộc chiến Israel, Gaza ra ra thành vấn đề gây chia rẽ Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, ông Wans, 60 tuổi, là cựu thành viên vệ binh quốc gia Mỹ và từng làm giáo viên. Ông đã nâng cao vị thế của mình trong những tuần gần đây với tư cách là người ủng hộ hiệu quả cho bà Harris. Là một cựu thành viên quốc hội đến từ một quận thiên hữu, ông Wans đã chứng minh được sức hấp dẫn đối với các cử tri da trắng ở vùng nông thôn mặc dù ông cũng ủng hộ các chính sách cấp tiến khi còn là thống đốc. Cuộc tìm kiếm người đồng hành của bà Harris bắt đầu cách đây hai tuần, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà thay thế. Một quan chức chiến dịch giấu tên cho biết trong chuyến đi tới các tiểu bang chiến trường, bà Harris và người đồng hành tranh cử sẽ đến bảy thành phố trong năm ngày. Họ sẽ tổ chức các cuộc meeting tại mỗi địa điểm trong suốt chuyến đi, bao gồm khuôn viên trường đại học, những trường dành cho người da màu, hội trường công đoàn và nhà hàng hai tuần vạ miệng làm đảo lộn chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hơn hai tuần qua đã chứng kiến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đi từ chỗ tràn đầy hy vọng tới trao đảo liên tục vì những lần ông vạ miệng. Thời khắc ông Donald Trump phát biểu nhận đề cử vị trí ứng viên tổng thống tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa hôm 18 tháng 7 ở Wisconsin. Gần như mọi thành viên đảng đều tập hợp xung quanh ông khi cựu tổng thống thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, kiên cường sau một vụ ám sát hụt. Đối thủ của ông, Tổng thống Joe Biden, phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm nghiêm trọng, động lực gây quỹ suy yếu và những lo ngại trong nội bộ Đảng Dân chủ về khả năng ông có thể tiếp tục cạnh tranh trên đường đua Nhà Trắng. Số tiền gây quỹ của cựu tổng thống tăng vọt, kể cả sau khi ông bị kết tội ở New York. Và tổng thống Biden, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ông Trump, đã khiến nhiều người thất vọng. Nhiều người Cộng hòa đã tràn đầy tự tin về chiến thắng trong tầm tay và nghĩ tới ngày ông Trump bước trở lại vào Nhà Trắng. Nhưng trong hai tuần tiếp theo, cuộc đua đã bị đảo lộn hoàn toàn với ông Trump. Sau vụ ám sát hụt, ông Trump tuyên bố có điều gì đó đã thay đổi trong tôi và cam kết ông sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua bất đồng, chia rẽ để trở nên đoàn kết hơn. Nhưng lời hứa đó bắt đầu phai nhạt ngay từ bài phát biểu dài kỷ lục của ông trong phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng Hòa tối ngày 22 tháng 7, khi ông bắt đầu đi lạc khỏi nội dung diễn văn đã được các trợ lý chuẩn bị sẵn. Ông rời mắt khỏi máy nhắc chữ, chuyển sang chế độ công kích, đưa ra những nhận xét đảng phái gay gắt, nhấn chìm lời kêu gọi đoàn kết đất nước trước đó khiến nhiều người bắt đầu nhận ra ông Trump vẫn là ông Trump dù ông có trải qua biến cố nào đi chăng nữa. Ba ngày sau, tổng thống Biden quyết định rời khỏi cuộc đua nhưng lại cơ hội cho phó tổng thống Kamala Harris. Sau cú sốc ban đầu, đảng dân chủ đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đứng về phía Harris, ủng hộ bà mạnh mẽ đến mức bà đã nắm chắc đề cử trong tay và đang trên đường phá vỡ kỷ lục gây quỹ. Trong lúc đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống ông Trump phải vật lộn để tìm ra một chiến lược nhất quán nhằm công kích và chống lại bà Harris. Họ đã dành hai năm qua để cẩn thận xây dựng một chiến lược nhằm đánh bại Tổng thống Biden, người đã 81 tuổi và không thực sự gây được thiện cảm trong công chúng Mỹ. Đa số người Mỹ đều cho rằng ông Biden đã quá già để đảm nhận nhiệm kỳ 2. Các cố vấn của ông Trump nhiều lần tuyên bố đã sẵn sàng cho kịch bản thay đổi ứng viên ở phía Đảng Dân Chủ. Sau khi ông Biden rút lui và bà Harris trỗi dậy, Họ đến nay vẫn chưa thể tìm ra một thông điệp nhất quán nhằm công kích phó tổng thống Mỹ. Chúng tôi phải nỗ lực để định nghĩa bà ấy, ông Trump phát biểu hôm 31 tháng 7 tại một cuộc vận động tranh cử ở Atlanta. Tôi thậm chí không muốn định nghĩa bà ấy, tôi chỉ muốn nói bà ấy là ai, là một chương trình kinh dị. Bà ấy sẽ phá hủy đất nước chúng ta. Các cố vấn của ông Trump đã thừa nhận ở hậu trường rằng họ đang trên đường xác định cách tốt nhất để chống lại đối thủ mới. Bản thân ông Trump đã thử nghiệm một loạt đòn công kích trong các bài phát biểu tranh cử và phỏng vấn. Các cố vấn cấp cao của ông Trump tiếp tục ngụ ý rằng chiến dịch đối đầu với bà Harris phần lớn sẽ tập trung vào các vấn đề từng được dùng để gây sức ép lên tổng thống Biden như tội phạm, nhập cư và lạm phát, với lập luận rằng phó tổng thống đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các chính sách đó. Khi các đòn công kích không phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cả công khai và riêng tư từ những đồng minh bên ngoài về việc ông Trump cần cải tổ chiến dịch tranh cử nếu không muốn thất bại. Ông Trump đã gây ngạc nhiên cho các đồng minh và thậm chí một số nhân viên chiến dịch khi ông tuyên bố sẽ tham dự hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da màu Quốc gia NABG ở Chicago ngày 31 tháng 7. Chiến dịch của ông từ lâu đã tìm cách tiếp cận nhóm cử tri da màu và Latin. Tuy nhiên, với việc bà Harris thay thế ông Biden chạy đua vào Nhà Trắng, nỗ lực này càng trở nên khó khăn hơn. Với cựu Tổng thống, Hội nghị NABG cũng là cơ hội để giành lại chú ý từ giới truyền thông sau một tuần bà Harris thống trị các mặt báo. Song đây vẫn là một động thái rủi ro lớn khiến các đồng minh lo âu. Sự kiện này, hơn bất kỳ điều gì ông ấy đã làm trong nhiều tháng qua, có nhiều khả năng sẽ đi chệch hướng, một nguồn tin thân cận với ông Trump nói trước khi ông bước lên sân khấu. Và lời dự đoán đã ứng nghiệm ngay lập tức. Ông Trump công kích nhà báo Rachel Scott từ ABC News về câu hỏi đầu tiên cô đưa ra, trong đó đề cập đến những lần ông đưa ra phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, đặc biệt là việc ông thúc đẩy thuyết âm mưu rằng cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ. Nữ nhà báo cũng đặt câu hỏi tại sao cử tri ra màu nên tin tưởng ông. Sự kiện bắt đầu trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát kể từ đó. Trước các nhà báo ra màu kỳ cựu, ông Trump đưa ra những thông tin sai lệch về sắc tộc của Harris, tuyên bố rằng Phó Tổng thống sinh ra trong gia đình nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, bỗng nhiên trở thành người da đen. Bà ấy luôn là người gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ. Tôi không biết bà ấy là người da màu cho đến tận nhiều năm trước, khi bà ấy bỗng nhiên trở thành người da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen, ông Trump nói. Phát biểu của ông Trump đã lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ những người da màu, thậm chí là cả các đảng viên Cộng Hòa, những người cho rằng lời lẽ phân biệt chủng tộc không bao giờ là giá trị của họ. Không ít người Cộng Hòa cho biết họ hy vọng nó sẽ không trở thành một phần lâu dài trong các chủ đề thảo luận của chiến dịch. Nhưng đến chiều, ông Trump và chiến dịch tranh cử lại tăng cường hơn nữa đòn công kích nhằm vào yếu tố chủng tộc của bà Harris. Dù phó tổng thống Mỹ trong nhiều năm qua luôn tự hào về về dòng máu gốc Ấn Độ của mẹ và Jamaica gốc Phi của cha. Tại một cuộc meeting ở Harrisburg, Pennsylvania, vài giờ sau hội nghị NABG, nhóm của ông Trump đã cho trình chiếu những tiêu đề nhấn mạnh vào việc bà Harris trở thành thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên. Ngày hôm sau, ông đăng một bức ảnh phó tổng thống Maxari, trang phục truyền thống Ấn Độ. Sau những lời công kích chủng tộc mà ông Trump đưa ra, Harris bắt đầu suy nghĩ về cách phản ứng và đồng ý với các cố vấn rằng sẽ phát biểu chừng mực để không mắc bẫy ông Trump thêm lần nữa. Trước nhóm phụ nữ da màu tại hội nghị hội nữ sinh Sigma Gamma Zou, Phó Tổng thống đã đưa ra một câu trả lời thẳng thắn nhưng cẩn trọng. Chỉ trích phát biểu của cựu Tổng thống ông Trump là vẫn như cũ, gây chia rẽ và thiếu tôn trọng. Theo mục sư Charlie Williams từ nhà thờ Baptist King Solomon ở Detroit, những bình luận chế giễu về chủng tộc của Phó Tổng thống Harris sẽ phản tác dụng và giúp đoàn kết hơn nữa những người ủng hộ bà. Nếu họ bắt đầu nhắm vào bà ấy vì vấn đề chủng tộc, điều đó sẽ khiến một bộ phận người dân lên tiếng phản ứng, ông nói. Nhiều đảng viên Cộng hòa đồng tình, cố vấn thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết ông đã sai lầm khi chuyển sang công kích vấn đề sắc tộc của bà Harris tại hội nghị NABG. Người này nhận định ông Trump đã tức giận với câu hỏi của các nhà báo và cho thấy ông ấy không ai khác, vẫn là Donald Trump. Phó Tổng thống Harris hiện đã xô đổ lợi thế thăm dò và gây quỹ của cựu Tổng thống ông Trump so với Tổng thống Biden. Hy vọng bên trong Đảng Cộng hòa về việc thu hẹp khoảng cách với Đảng Dân Chủ trong nhóm cử tri da màu và Mỹ Latin dần biến mất. Phát biểu vạ miệng liên tiếp của ông Trump trong hai tuần qua đã thổi một luồng gió lạc quan mới cho những đảng viên Dân Chủ vốn đang chán nản. Trong khi những người Cộng hòa tự hỏi liệu mối đoàn kết từ nhiều tuần trước có quay trở lại trong trạng cuối cuộc đua Nhà Trắng hay không. Đang có sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc đua ngay lúc này. John McLaughlin, nhà thăm dò dư luận cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói hôm 29 tháng 7. Thủ lĩnh biểu tình Bangladesh ra tối hậu thư với Quốc hội. Lãnh đạo phong trào sinh viên biểu tình ở Bangladesh yêu cầu Quốc hội giải tán và cảnh báo hành động cứng rắn hơn nếu thời hạn không được đáp ứng. Nahid Islam, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào sinh viên phản đối chính phủ, nói trong video đăng trên Facebook hôm nay rằng Quốc hội phải giải tán trước 15 giờ và yêu cầu người biểu tình hành động nếu tối hậu thư này không được đáp ứng. Hiện Quốc hội Bangladesh chưa phản hồi về yêu cầu của Islam, cũng như không giải tán sau khi hạn chót qua đi. Động thái của người biểu tình diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Seykhur Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Sau khi bà Hasina rời đi, người biểu tình xông vào phủ Thủ tướng cũng như tòa nhà Quốc hội, đập phá và mang đi nhiều vật dụng. Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, Tư lệnh quân đội UZ Zaman cho biết ông đang thảo luận với các đảng đối lập để thành lập chính phủ lâm thời. Các lãnh đạo phong trào biểu tình sinh viên yêu cầu để ông Muhammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Chúng tôi tin tưởng vào tiến sĩ Yunus, Azif Mahmoud, lãnh đạo chủ chốt của nhóm sinh viên chống phân biệt đối xử, SAD, đăng trên Facebook. Yunus hiện ở Paris để thực hiện thủ thuật y khoa đơn giản. Phát ngôn viên của ông cho biết ông đã đồng ý với yêu cầu của sinh viên để trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Print của Ấn Độ, Ông Yunus, 84 tuổi, cho rằng Bangladesh đã là đất nước bị chiếm đóng dưới thời thủ tướng Hasina. Hôm nay, toàn thể người dân Bangladesh đều cảm thấy được giải phóng, ông nói hôm 5 tháng 8. Yunus và công ty tài chính Vimo Grameen Bank của ông được trao Nobel Hòa bình năm 2006 vì giúp hàng triệu người thoát nghèo thông qua các khoản vay dưới 100 đô la Mỹ tại vùng nông thôn ở Bangladesh. Đây là nỗ lực đi đầu trong xu hướng toàn cầu sau này được gọi là tín dụng vi mô. Tuy nhiên, Bà Hasina cáo buộc ông Yunus hút máu người nghèo. Phe ủng hộ Yunus cho rằng chính phủ Bangladesh muốn bôi nhọ ông bởi chủ nhân giải Nobel hòa bình từng cân nhắc lập đảng đối lập với liên đoàn Awami của bà Hasina. Hồi tháng 1, Yunus bị tòa án Bangladesh kết án 6 tháng tù vì cáo buộc vi phạm luật lao động. Ông và 13 người khác cũng bị tòa án Bangladesh truy tố vào tháng 6 với cáo buộc biển thủ 252,2 triệu taka, 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ phúc lợi công nhân của công ty Viễn thông mà ông thành lập. Dù không bị bỏ tù trong cả hai trường hợp, Yunus phải đối mặt hơn 100 vụ án với tội danh tham nhũng cùng những cáo buộc khác. Yunus phủ nhận mọi cáo buộc, gọi đây là những điều trái ngược với mọi tiền lệ pháp lý và logic. Các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra trên khắp Bangladesh suốt một tháng qua, bắt nguồn từ việc phản đối hạn ngạch viên chức, trong đó ưu tiên tuyển dụng con cháu cựu chiến binh. Sinh viên và thanh niên Bangladesh xuống đường biểu tình vì cho rằng quy định này bất công với họ. Tòa án tối cao Bangladesh ngày 21 tháng 7 ra phán quyết điều chỉnh hệ thống tuyển dụng viên chức dựa trên lý lịch, với hạn ngạch dành cho con cháu cựu chiến binh giảm từ 30% xuống còn 5%. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn để kêu gọi thủ tướng từ chức, bất chấp lệnh giới nghiêm và những cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Ít nhất 413 người đã chết do đụng độ bạo lực trong các cuộc biểu tình. Lan sóng biểu tình bạo lực ở Anh đã bước sang ngày thứ năm tại nhiều thành phố thuộc vùng England và Wales với sự gia tăng của bạo lực chống Hồi giáo và cộng đồng dân tộc thiểu số. Ngày 4 tháng 8, hàng trăm phần tử bạo loạn đã đột nhập và đốt phá các khách sạn được sử dụng làm nơi cư trú tạm thời cho những người xin tị nạn ở miền Bắc nước Anh. Giới chức Anh cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Ngày 3 tháng 8, hàng loạt cuộc biểu tình cực hữu cũng như biểu tình chống cực hữu tiếp tục bùng phát tại nhiều thành phố của Anh. Trong đó, nhiều nơi đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình cực hữu và cảnh sát, cũng như với những người phản đối biểu tình. Nhiều hành vi bạo lực đã diễn ra tại Manchester, Liverpool, Blackpool, Hull và stock on trent Tại Liverpool, 11 người bị bắt và hai cảnh sát phải nhập viện do người biểu tình ném ghế, gạch, chai lọ và pháo sáng vào cảnh sát và ném đá vào xe cảnh sát khi họ triển khai lực lượng tại khu vực Wanton gần một thánh đường Hồi giáo nhằm ngăn chặn người biểu tình. Tại hạt Lancashire, cảnh sát bắt giữ 20 người trong vụ bạo loạn lớn nhất cho tới nay ở thị trấn Blackpool. Trong khi đó tại Hull, những người biểu tình cực hữu tụ tập bên ngoài một khách sạn là nơi ở của người xin tị nạn, đập phá cửa sổ khách sạn và ném chai lọ và trứng vào cảnh sát. Trong khi các cửa hàng ở trung tâm thành phố bị đốt và cướp phá, đã có 3 cảnh sát bị thương và 4 người bị bắt trong các vụ đụng độ này. Đến ngày 3 tháng 8, các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại nhiều về tài sản, với nhiều ô tô bị đốt cháy, cửa hàng bị đập phá và một số đền thờ Hồi giáo bị tấn công. Hàng chục cảnh sát đã bị thương và khoảng 120 người biểu tình đã bị bắt. Tại cuộc họp với các bộ trưởng vào sáng 3 tháng 8, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chính phủ hoàn toàn ủng hộ lực lượng cảnh sát xử lý những kẻ cực đoan đang gieo rắc thù hận, gây nên tình trạng bất ổn trên khắp đất nước bộ trưởng nội vụ anh cũng cảnh báo bất kỳ ai thực hiện hành vi gây mất trật tự sẽ phải trả giá bạo lực phạm tội không có chỗ đứng trên đường phố anh tôi sẽ làm việc với cảnh sát để đảm bảo việc bắt giữ và truy tố những người phải chịu trách nhiệm Làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát tại các thành phố ở Anh từ hôm 30 tháng 7 sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người bị thương do thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về danh tính và tôn giáo của nghi phạm, cho rằng nghi phạm là người Hồi giáo đang xin tị nạn. Cảnh sát Anh đã xác nhận rằng kẻ tấn công là Muganwa Radakubana, 17 tuổi, sinh ra tại thủ phủ Cardiff của xứ Wales. Tòa án quyết định dỡ bỏ hạn chế nêu danh tính nghi phạm khi nam thiếu niên này sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 7 tháng 8, cho rằng việc không công bố danh tính nghi phạm gây bất lợi, tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch. Các cuộc biểu tình bạo lực nói trên được coi là thách thức lớn đối với thủ tướng Stammer, người được bầu cách đây chỉ một tháng sau khi ông dẫn dắt công đảng giành chiến thắng áp đảo trước đảng Bảo thủ. Ông tuyên bố không có lời biện minh nào cho cái gọi là côn đồ cực hữu, đồng thời hứa sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. Theo thông tin từ nhóm chống phân biệt chủng tộc Hope Not Hate, khoảng 35 cuộc biểu tình cực hữu đã được lên kế hoạch trên khắp nước Anh vào cuối tuần nhằm phản đối đa văn hóa, bài hồi giáo và chống chính phủ. Ngoài ra, khoảng 25 cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sẽ được tổ chức. Dự kiến biểu tình sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Anh. Người dân ở đất nước này có quyền được an toàn. Thế nhưng chúng ta đã chứng kiến các cộng đồng hồi giáo bị nhắm mục tiêu, các cuộc tấn công vào nhà thờ hồi giáo, những lời kêu gọi mang hơi hướng phát xít trên đường phố, các cuộc tấn công vào cảnh sát, bạo lực vô cớ cùng với lời lẽ phân biệt chủng tộc. Vì vậy, tôi sẽ không ngần ngại gọi đúng bản chất của nó: côn đồ cực hữu. Hey, I Đám đông biểu tình đã vấp phải sự phản đối của những người chống phân biệt chủng tộc. Các nhà hoạt động cực hữu đã bị cáo buộc sử dụng những nền tảng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch. Đáng chú ý nhất là tuyên bố sai sự thật rằng kẻ tấn công các trẻ em là một người nhập cư đã đến Anh bất hợp pháp. Tuy nhiên, cảnh sát Anh đã xác nhận rằng kẻ tấn công 17 tuổi, sinh ra tại thủ phủ Cardiff của xứ Wales, nước Anh. Thông tin sai lệch về kẻ tấn công có vẻ là một loại chất xúc tác chính cho bạo lực trên đường phố. Những cuộc biểu tình này, tuân theo mô hình nắm bắt cơ hội khi khủng hoảng và những thách thức xuất hiện. Nỗi kinh hoàng của vụ tấn công bằng dao này thực sự dường như là một tia sét kích nổ những phong trào như thế này. Họ tìm kiếm ai đó để đổ lỗi và trong trường hợp này, họ đổ lỗi cho người hồi giáo hoặc người nhập cư nói chung. Thủ tướng Anh đã lên tiếng cảnh báo các công ty truyền thông xã hội tuân thủ luật cấm kích động bạo lực trên mạng. Ông Starmer cảnh báo các thông tin sai lệch can thiệp vào công việc của chính quyền sẽ gây nguy hiểm cho nỗ lực tổ chức một phiên tòa công bằng. Cho đến nay, các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại nhiều về tài sản, với nhiều ô tô bị đốt cháy, cửa hàng bị đập phá và một số đền thờ Hồi giáo bị tấn công bằng gạch đá. Hàng chục cảnh sát đã bị thương và khoảng 120 người biểu tình đã bị bắt. Thủ tướng Anh cho biết sẽ thành lập một lực lượng cảnh sát mới cho phép phản ứng nhanh trước tình trạng bạo loạn gia tăng ở nhiều thành phố. Lúc này đây tinh thần đoàn kết của người dân Anh để chống lại các phe cánh cực hữu là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Ngày 4 tháng 8, người dân thành phố Hưu đã cùng nhau chung tay dọn dẹp đường phố, thể hiện tinh thần đoàn kết sau khi các cuộc biểu tình bạo lực khiến thành phố bừa bộn và hỗn loạn. Đây là cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi biết đâu là điều đúng đắn nên làm. Hành động này của chúng tôi để cho con cái thấy rằng tội phạm và bạo lực không phải là cách để truyền tải thông điệp, mà hãy làm việc cùng nhau như thế này, cùng giúp đường phố sạch sẽ và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chúng tôi là một cộng đồng ở Hull. Những sự việc tiêu cực như hôm qua sẽ không thể kéo dài trong khu vực của chúng tôi bạn chỉ có thể thấy tất cả những người xung quanh đang cùng nhau làm sạch đường phố. Ông George Hamlet, một người dân ở Hull, cho biết ông rất phẫn nộ trước tình trạng bạo loạn diễn ra những ngày qua và ông đến đây dọn dẹp để lan tỏa những điều tích cực. Yeah, những hành động gây rối như vậy thật And đáng xấu something. hổ. Tôi sẽ been cho been mọi been. người thấy rằng And nơi này vốn dĩ vô cùng tươi đẹp, yên bình và long gắn long. kết. Sau cuộc họp với các bộ trưởng và cảnh sát trưởng ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ lập đơn vị cảnh sát quốc gia phản ứng nhanh, chống bạo loạn, nhằm ứng phó tình trạng bạo loạn ngày một gia tăng tại nhiều thành phố lớn ở nước này đồng thời khẳng định chính phủ ủng hộ và đảm bảo cảnh sát có đủ quyền hạn để xử lý các hành vi gây dối bạo lực.